Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Đô thị kịch. Văn khiết A Di, nên giao tiền thuê nhà. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Trương Văn xuyên qua đến một cái đô thị kịch tạo thành thế giới song song. Tiểu Hoan Hỷ, Hảo Tiên Sinh, Hoan Lạc Tùng, Lưu Kim Tuế Nguyệt, Tam Thập mà thôi. Các thành phố lớn cái gì cần có đều có. Chu Tỏa Tỏa. Trương Văn, người muốn xem tơ đen của tỷ tỷ không? Đồng Văn Khiết. Tiểu Văn, may mà có cậu. Tưởng Nam Tôn. Trương Văn chính là thần của tôi. Giang Lai. Đồ khốn kiếp, thật không biết thương hương tiếc ngọc. Kiều Anh Tử. Em thích anh Trương Văn nhất. Trương Văn. Tôi chỉ đơn thuần muốn quẹt thẻ lĩnh phần thưởng, các cô ấy thật sự đều là tự nguyện. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau chỉ là trùng hợp chớ bắt trước. Chương 1 Bắt đầu xào lăn động văn khiết. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Kyoto Trong một phòng khách sạn năm sao. Trương Văn chậm rãi mở mắt, đưa tay muốn xoa xoa cái đầu còn có chút choáng váng. Si Không đúng. Khuỷu tay của hắn như thế nào đụng phải một vật mềm mại. Hơn nữa trong không khí này như thế nào tràn ngập một cổ mùi thơm nhàn nhạt. Trương Văn chậm rãi quay đầu đi. Một khuôn mặt tinh tế xuất hiện trước mặt hắn. Tóc ngắn giỏi giang, làn da trắng nõn, đôi môi hơi sưng đỏ. Quan trọng nhất là, nữ nhân trước mắt không có mặc quần áo. Si. Trương Văn nhìn không được hít sâu một hơi, trong đầu hiện ra một cái đánh giá đối với nữ nhân. Tuyết trắng không tì vết, rất tròn rất vĩnh, có thể nói là cực phẩm. Nhưng tại sao có chút quen mắt? trương văn một bên đánh giá nữ nhân đang ngủ say trước mắt một bên nhớ lại tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì hắn nhớ rõ hắn buổi chiều hôm qua mới mặc đến thế giới này bên trong toàn thân chỉ có một chiếc điện thoại di động dưới sự kích thích lớn trương văn tùy tiện tìm một quán bar mua say uống 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 trương văn có chút hoảng hốt không rõ uống như thế nào liền uống tới khách sạn chuyện sau đó đó chính là thuận lý thành chương Nghĩ đến sự điên cuồng của người phụ nữ ngày hôm qua, Trương Văn nhìn không được trung rẫy. Chắc chắn rồi. Quả đào mật chín rất ngon, trách không được ai cũng muốn ăn. Bỗng nhiên, một tiếng chuông chói tai vang lên. Trương Văn nhìn về phía nơi âm thanh truyền đến, trên mặt đất. Màn hình điện thoại di động của người phụ nữ sáng lên, một dãy số điện thoại di động phương viên không ngừng lóe lên. Trương Văn cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì cái tên này hình như đã từng nghe qua ở đó, nhưng là hắn ngày hôm qua mới mặt tới, ở thế giới này cũng không có người quen a. À. Lúc này, dưới tiếng chung oanh tạc, người phụ nữ cũng dần dần tỉnh lại. Ai vậy, sáng sớm đánh. Khi nhìn thấy Trương Văn trước mắt, giọng nói của người phụ nữ im bặt. Nữ nhân có chút mơ hồ. Đây là? Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của nữ nhân kia đầu tiên là hiện lên một chút nghi hoặc sau đó tự hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt xoát một cái trở nên trắng bệt. Chúa ơi! Hôm qua cô ấy! Là! Nữ nhân cắn chặt răng, trên mặt nhanh chóng hiện ra vẻ khó tin. Không! Không thể nào! Nữ nhân muốn thôi miên chính mình, nhưng là chung quanh này xa là hoàn cảnh, trên mặt đất trải rác quần áo lại rõ ràng báo cho nàng, tối hôm qua đều là chân thật phát sinh. Cảm xúc hối hận, ấy nấy hoàn toàn nhấn chìm nữ nhân nữ nhân không khỏi cảm thấy mũi cay cay, ánh mắt có chút trướng lên, hốc mắt trở nên đỏ bừng. Đinh linh linh. Tiếng chuông chói tai vẫn không ngừng vang lên. Người phụ nữ không quan tâm tiếp tục đắm chìm trong cảm xúc của mình, đành phải ngồi dậy không lưng nhặt điện thoại di động lên. Theo động tác rất nhanh của nữ nhân, dáng người thước tha của nàng triển lộ không thể nghi ngờ. Điều này làm cho Trương Văn ở một bên không khỏi có chút huyết mạch phun trương. Nói như thế nào đây? Sáng sớm đã kích thích như vậy, đối với thân thể không tốt. Đừng hỏi như thế nào đối với thân thể không tốt, hỏi chính là kiện ngươi. Vận động buổi sáng không có lợi cho dưỡng sinh. Bất quá nữ nhân không có chút nào nhận ra được không ổn, lực chú ý của nàng đều ở số điện thoại trước mắt. Nhìn số điện thoại có thể thuộc lòng kia, trong mắt người phụ nữ hiện lên một tia chột dạ, ấy nấy xông lên đầu. Sau đó cô nhanh nhẹn cúp điện thoại. Nữ nhân ép buộc chính mình trấn định lại, cũng đem ánh mắt chuyển dời đến trên người Trương Văn bên cạnh. Nhìn ánh mắt hết sức chăm chú của Trương Văn, người phụ nữ trừng mắt nhìn, ý thức được điều gì? Cô cúi đầu nhìn về phía mình. "Chúa ơi." Nhìn không sót gì. Vậy vừa rồi nàng vừa khom lưng vừa vặn vẹo, chẳng phải là đem dáng người của nàng triển lộ không bỏ sót. Nữ nhân nhất thời vừa thẹn vừa giận, hai bên má nóng bỏng. Không biết vì sao, nàng bỗng nhiên nghĩ tới trận đại chiến thế kỷ tối hôm qua. Nghĩ đến trận đại chiến sản khoái đầm đìa tối hôm qua. Nghĩ đến những hình ảnh kia, cảm xúc của nữ nhân trở nên có chút phức tạp. Đêm qua, cô thật sự là... Nữ nhân cắn chặt môi, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể nói rõ. Trầm mặt vài giây, Đổng Văn khiết nhìn về phía Trương Văn. Tuy rằng tâm tình hiện tại của cô rất phức tạp, nhưng cũng không thể không thừa nhận thiếu niên trước mắt cũng quá đẹp mắt đi mắt mũi môi mỗi một loại đều rất ưu tú tổ hợp cùng một chỗ thì thập phần hoàn mỹ và quan trọng nhất đó là abs med mylan trương văn thấy thế cảm thấy có chút mơ hồ vừa rồi nữ nhân không còn đỏ mặt lúng cuống vẽ mặt phức tạp như thế nào trong nháy mắt liền nhìn chầm chầm mình không buông trương văn vội vàng tạo ra một ít thanh âm khụ khụ. Nghe được tiếng ho nhẹ này, thân hình nữ nhân dừng lại. Lúc này nàng mới phản ứng lại, mình vừa rồi cư nhiên một mực nhìn chầm chầm thiếu niên trước mắt. Nữ nhân nhanh chóng thu hồi ánh mắt của mình, tâm tình trong lòng trở nên càng thêm phức tạp. Không được, ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trong lòng người phụ nữ thầm nghĩ, sau đó cô khoát thảm, nhặt lung tung quần áo rải rác trên mặt đất, liền chạy về phía toilet. Đợi đến khi xuất hiện lần nữa, cô gái đã ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt phức tạp đứng trước mặt Trương Văn. Một thân trang phục nghề nghiệp lưu loát đem dáng người hoàng mỹ của nữ nhân thể hiện vô cùng nhường nhuyễn. Chỉ bất quá. Như thế nào càng nhìn càng quen thuộc. Trong lòng Trương Văn có chút khó hiểu. Hắn giống như đã gặp qua nữ nhân ở nơi đó. Đúng lúc này, trong đầu Trương Văn hiện lên một đạo linh quan. Hắn nhớ ra rồi người phụ nữ trước mắt không phải là đổng văn khiết trong phim truyền hình thế giới tiểu hoan hỷ sao trách không được vừa rồi nhìn thấy tên phương viên ta cảm thấy quen thuộc đó không phải là một vai phụ khác trong phim truyền hình sao trương văn thầm nghĩ trong lòng nguyên lai hắn đây là xuyên qua đến phim truyền hình tiểu hoan hỷ thế giới song song bên trong cùng lúc đó đổng văn khiết ăn mặc chỉnh tề nhìn về phía trương văn há miệng muốn nói lại thôi Nàng cũng không biết cùng thiếu niên trước mắt nói cái gì. Dù sao, bọn họ từ hôm qua đến bây giờ mới quen biết không đến 24 giờ. Cô ấy thậm chí còn không biết tên của nhau. Nghĩ tới đây, Đổng Văn Khiết do dự một chút, cuối cùng cũng chỉ phun ra một câu. "Ta đi trước đây, lát nữa ngươi lại rời đi." Nói xong, Đổng Văn Khiết liền xách túi sách bên cạnh xoay người rời đi. Nghe được thanh âm Đổng Văn Khiết trương văn từ trong suy nghĩ của mình phục hồi tinh thần lại hắn nhìn về phía bóng lưng đổng văn khiết trong ánh mắt hiện lên một chút đâm chiêu không có đang nói cái gì đợi đến khi cửa phòng hoàn toàn đóng lại trương văn mới thu hồi ánh mắt của mình chậm rãi xuống giường chuẩn bị rửa mặt một phen nhưng mà trương văn cương đứng trên mặt đất trong đầu hắn liền truyền đến một trận đau đớn cảm giác đó giống như có người dùng một cây kim lớn đâm thủng mô não của hắn nhưng cơn đau này chỉ kéo dài 2-3 giây, liền biến mất. Cùng lúc đó, một tiếng máy móc lạnh như băng vang lên trong đầu Trương Văn. Chúc mừng ngươi kích hoạt hệ thống quẹt thẻ thần cấp, mỗi ngày quẹt thẻ là có thể đạt được phần thưởng. Trên mặt Trương Văn không khỏi lộ ra vẻ vui sướng. Quả nhiên. Hắn cũng biết, thống tử loại này xuyên việc giả thiết yếu phúc lợi chỉ biết đến muộn, nhưng tuyệt sẽ không không đến. Xem sơ qua chức năng hệ thống. Trương Văn trực tiếp tiến hành lần đầu tiên quẹt thẻ. Đinh. Lần đầu quẹt thẻ thành công, phần thưởng đã vào tài khoản. Cậu có được một tòa nhà học ở Thư Hương Nhã Uyển. Chương 02. Khách trọ như thế nào là hắn? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nhìn tin tức trên trang nhắc nhở của hệ thống, khóe miệng Trương Văn khẽ nhếch, lộ ra vẻ tươi cười. Hệ thống quẹt thẻ này vẫn rất tốt phần thưởng đầu tiên là một tòa nhà nói như vậy không chỉ có thể tự mình ở còn có thể đem căn hộ còn lại cho thuê ra ngoài đối với kết quả này trương văn cảm thấy hết sức hài lòng dù sao hắn muốn sống ở thế giới này đương nhiên cần một chỗ ở cùng với một phần thu nhập trương văn vừa nghĩ vừa nhớ lại tiểu hoan hỷ đã từng xem qua anh nhớ rõ nam nữ chính phương nhất phàm trong phim truyền hình tiểu hoan hỷ đều ở thư hương nhã uyển về phần những thứ khác. Trương Văn không suy nghĩ nhiều, mà trực tiếp lấy điện thoại di động ra tra xét một ít tư liệu liên quan đến Thư Hương Nhã Uyển. Lúc này hắn mới biết được, Thư Hương Nhã Uyển ở trong toàn bộ khu học xá Kinh Thành cũng có thể xếp hạng top 3. Vị trí địa lý ưu việt, thiết bị đồng bộ đầy đủ. Tuy rằng giá thuê đắt đỏ, nhưng vẫn cung không đủ cầu. Mỗi ngày đều có rất nhiều gia đình chờ thuê nhà ở đây. Tổng cộng có 12 tòa nhà, mỗi tòa 48 hộ. Xem ra tôi cần tìm một ít người thuê nhà. Trương Văn Thoáng suy tư, liền trực tiếp đem tòa nhà mình vừa mới đạt được treo ở môi giới bất động sản. Làm xong những thứ này, Trương Văn rời khỏi khách sạn bắt một chiếc xe ở ven đường. "Tiểu tử, đi đâu vậy?" Vừa mới lên xe, tài xế liền nhiệt tình hỏi. "Thư Hương Nhã Uyển." Trương Văn thản nhiên nói. Nghe được câu trả lời này, tài xế quay đầu nhìn về phía trương văn khi nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi của trương văn sắc mặt tài xế trở nên quái dị nói tiểu tử ngươi muốn đi thư hương nhã uyển tôi nghe nói bảo vệ ở đó vô cùng có trách nhiệm cửa ra vào vô cùng nghiêm ngặt không phải chủ nhà thì không thể vào được trương văn nghe vậy không nói gì mà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ tài xế thấy thế trên mặt hiện ra một chút xấu hổ có chút chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi cái kia. Ngươi muốn xác định đi thư hương nhã uyển chúng ta liền xuất phát ha. Trương Văn nhìn ra ngoài cửa sổ, gật đầu một cái. Thấy Trương Văn ngay cả nhìn cũng không liếc mình một cái, tài xế cũng cảm thấy có chút tự tìm mất mặt. Anh không nói thêm gì nữa, trực tiếp quay đầu đi bắt đầu khởi động xe. 15 phút nữa. Xe taxi vững vàng dừng ở ven đường Thư Hương Nhã Uyển. Vừa xuống xe, trương văn liền chú ý tới một thân ảnh uyển chuyển mặc váy dài màu tím nhạt đến đầu gối đứng cách đó không xa làn da trắng tạm nhẵn nhụi đôi mắt trong suốt long lanh lông mày dài nhỏ ưu mỹ mỗi một ngũ quan đều vừa vặn Váy dài vừa người đem vòng eo mảnh khảnh của nữ nhân bày ra đường công hoàng mỹ bắp chân thon dài cân xứng giống như ngó sen trắng thân thể cao ngất cái mông tròn trịa không chỗ nào không tản ra mỹ lực hai mắt trương văn không khỏi sáng ngời anh không ngờ ngày đầu tiên vừa tới thư hương nhã Quyển đã gặp phải một nhân vật nữ khác trong phim truyền hình tiểu hoan hỷ là tống thiến có lẽ là nguyên nhân làm giáo viên so sánh với đổng văn khiết trên người tống thiến càng có nhiều khí chất trí thức hơn không sao anh cũng không cố ý loại chuyện này ngươi không cần suy nghĩ nhiều tống thiến khi thì khẽ nhíu mày khi thì giãn khuôn mặt thanh âm ôn nhu không ngừng truyền tới đây là đang an ủi người khác sao trương văn hơi nhíu mày trong lòng mơ hồ có suy đoán lúc này tống thiến ở một bên cũng nhìn về phía này chú ý tới sự tồn tại của trương văn khi thấy rõ tướng mạo của trương văn tống thiến khẽ mở mắt cảm thấy có chút kinh ngạc dạy học nhiều năm như vậy gặp qua nhiều học sinh như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đẹp mắt thiếu niên tống thiến không khỏi nhìn thêm hai lần cảm nhận được tầm mắt của tống thiến trương văn cũng không quá để ý cũng không định làm gì sau tất cả hắn hiểu tống thiến tống thiến cũng không biết nàng hắn muốn tùy tiện đi lên như vậy không chừng còn có thể bị tống thiến hiểu lầm bởi vậy trương văn kính đi thẳng về phía cửa lớn thư hương nhã uyển nhìn bóng lưng trương văn trên mặt tống thiến hiện lên vẻ đăm chiêu đây là người thuê mới chuyển đến hẳn cũng là để tiện đi học tống thiến vừa nghĩ vừa tiếp tục đáp lại đầu dây bên kia vừa đi tới cửa, bảo vệ liền nghênh đón. Xin chào, xin xuất trình thẻ chủ sở hữu của ngài. Thái độ bảo vệ có chút tùy ý, đáy mắt còn cất giấu một tia ngạo mạn. Trương Văn nhìn thoáng qua bảo vệ trước mặt, thản nhiên nói. Tôi là chủ của tòa nhà số 8. Nghe nói như thế, bảo vệ trợn tròn mắt, miệng khẽ nhếch, trong nháy mắt trở nên mất bình tĩnh. Rốt cuộc. Vì trước mắt này cũng không phải là nghiệp chủ phổ phổ thông thông mà là kim chủ mua cả tòa nhà a. Hơn nữa bởi vì diện tích kiến trúc đồng bộ, giá cả của tòa nhà thứ 8 là cao nhất trong thư hương nhã uyển. Sáng sớm hôm nay tổng giám đốc còn cố ý phân phó tất cả bọn họ, gặp được vị kim chủ này thái độ nhất định phải cung kính đến mức tận cùng. Nếu ai dám trêu chọc vị kim chủ này, người đó lập tức cút đi. Ai từng nghĩ vị kim chủ này dĩ nhiên là một vị thiếu niên trẻ tuổi như vậy. Nghĩ đến biểu hiện vừa rồi của mình, trong lòng bảo an nhất thời có chút hối hận. Sau đó hắn nhanh chóng nở nụ cười nịnh nọt, dùng giọng điệu cung kính nhất trong đời nói. Ông chính là chủ trương, tôi là tiểu vương, ông gọi tôi là tiểu vương là được. Ngài chờ một chút, bây giờ tôi lấy giấy chứng nhận phòng ở cho ngài. Nói xong, tiểu vương liền nhanh như chớp chạy đi. Năm phút sau, tiểu vương đầu đầy mồ hôi ôm một chồng giấy chứng nhận nhà chạy về. Hơi bình phục một chút hô hấp, tiểu vương chân chó nói ra. Đây là giấy chứng nhận phòng ở của ngài, tôi giúp ngài đưa đến phòng ngài. Trương Văn nghe vậy, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Làm nghiệp chủ, hưởng thụ phúc lợi một chút cũng là việc nên làm. Rất nhanh, Trương Văn và bảo vệ đã tới tòa nhà thứ 8. Trương Văn tùy tiện chọn một hộ ở tầng 5 hướng Nam. Phòng khách sáng sủa, phòng ngủ ấm áp, thiết bị gia đình đầy đủ. Trương Văn rất hài lòng ông chủ trương những giấy chứng nhận này tôi để ở đâu cho ông bảo vệ cung kính hỏi đặt lên bàn đi nhiên anh trở về vị trí của mình đi trương văn chỉ theo sau được rồi bảo an một bên trả lời một bên đem trong tay chứng minh chỉnh tề rơi ở phòng khách trên bàn sau đó hắn nhìn về phía trương văn nịnh nọt nói vậy tôi đi trước đây ngài có việc gọi tôi trương văn gật gật đầu bảo vệ thấy thế, xoay người rời đi, rón rén đóng cửa phòng cho Trương Văn. Sau khi nhìn quanh một vòng, Trương Văn ngồi xuống sofa. Cả buổi sáng này, hắn còn chưa có nghỉ ngơi qua. Đúng lúc đó. Len ken ken. Tiếng chuông di động vang lên. Trương Văn không khỏi có chút nghi hoặc. Hắn cũng không quen biết người, sẽ là ai gọi điện thoại cho hắn. Trương Văn lấy điện thoại di động ra ấn nút nghe. Xin chào, Trương Tiên Sinh. Chúng tôi bên này là môi giới bất động sản, lúc trước ngài ở chỗ chúng tôi. Một giọng nói ngọt ngào từ đầu dây bên kia truyền tới. Sau khi cúp điện thoại, Trương Văn tiếp nhận tư liệu đến từ quản lý bất động sản. Khi nhìn thấy người liên lạc hôm nay đến giao tiền thuê phòng thuê tên là Phương Nhất Phạm thì sắc mặt Trương Văn trở nên có chút cổ quái. Chương 03 Thiết diện vô tư trương nghiệp chủ bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Phương Nhất Phàm Nhìn tên hiển thị trên tài liệu, Trương Văn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cái này cũng quá trùng hợp đi. Người thuê nhà đầu tiên của anh chính là một nam chính trong phim truyền hình Tiểu Hoang Hỷ. Bất quá dù vậy, Trương Văn cũng không quá mức đem chuyện này để ở trong lòng. Sau tất cả, Thư Hương Nhã Uyển chính là nơi tụ tập của nam nữ chính trong phim truyền hình Tiểu Hoang Hỷ gặp gỡ nam nữ chính vẫn là một chuyện tương đối bình thường trương văn không suy nghĩ nhiều nữa đi về phía phòng ngủ tối qua uống nhiều rượu như vậy còn điên cuồng vận động thời gian dài như vậy hắn cần nghỉ ngơi thật tốt một lát Jingle gồ beo theo tiếng chuông chói tai vang lên trương văn chậm rãi mở mắt cầm lấy điện thoại bên cạnh ấn nút nghe xin chào là trương tiên sinh sao một giọng nam hùng hậu từ đầu dây bên kia truyền tới trương văn xoa xoa đôi mắt mơ màng ngủ đáp lại ta là ngươi là ai nghe được câu trả lời của trương văn thanh âm bên kia điện thoại rõ ràng trở nên càng thêm khách khí xin chào tôi là khách thuê phương viên tôi gọi điện thoại cho ngài chính là muốn hỏi một chút chiều nay ngài sẽ có nhiều thời gian chúng tôi muốn đi xem phòng thuận tiện cùng ngài thương lượng một chút chuyện thuê phòng trương văn thoáng suy tư một chút nhìn về phía đồng hồ trầm ngâm nói một giờ sau các vị lại đây đi. Tôi chờ mọi người ở tòa nhà 101. Được rồi, cảm ơn ngài. Đầu dây bên kia phương viên vui vẻ hồi đáp. Một giờ nữa. Trương Văn đi thang máy tới 101. Hắn mới vừa vào phòng chưa được mấy phút, chuông cửa liền vang lên. Mở cửa ra, hai thân ảnh quen thuộc đập vào mắt Trương Văn. Một đạo thân ảnh mặc âu phục màu nâu xám, dáng người có chút hơi mập, ánh mắt rất lớn, vẻ mặt có chút mệt mỏi, thoạt nhìn khoảng 40 tuổi. Mà so sánh ra, một thân ảnh mặc quần áo bóng rổ khác thì trẻ hơn rất nhiều, toàn thân cũng đều lộ ra một cổ khí tức nhẹ nhàng khoan khoái của thiếu niên. Bất quá tuy rằng hai đạo thân ảnh vô luận từ tuổi tác hay là phương diện thân hình đều chênh lệch khá xa, nhưng Trương Văn vẫn có thể từ trên mặt bọn họ nhìn thấy rất nhiều chỗ tương tự. Nhìn thấy chủ nhà trẻ tuổi như thế, trên mặt phương viên hiện ra một chút kinh ngạc, theo hắn được biết nhà ở thư hương nhã uyển tương đối đắc xem ra vị trương nghiệp chủ này trong nhà rất có nền tảng a phương viên thầm nghĩ trong lòng cả người cũng có chút câu nệ thập phần lễ phép cười nói xin chào chủ trương tôi là phương viên lúc trước có liên lạc với ngài buổi chiều đến xem phòng vào đi trương văn khẽ gật đầu sau khi tham quan một vòng phương viên và phương nhất phạm đều nở nụ cười phần mềm phần cứng của ngôi nhà này đều hoàn hảo. Điều này làm cho phương viên hai người thập phần hài lòng. Lập tức phương viên bắt đầu hỏi công việc liên quan đến phòng thuê của Trương Văn. Trương nghiệp chủ, căn nhà này của chúng ta thuê như thế nào? Thuê một năm, tiền thuê 24 vạn. Trương Văn thản nhiên nói. Nghe nói như thế, nụ cười phương viên động lại trên mặt, sắc mặt trở nên có chút xấu hổ. 24 vạn cái này cũng quá nhiều đi. Đối với gia đình bọn họ nuôi dưỡng một học sinh trung học như vậy, thoáng cái lấy ra 24 vạn, là chuyện căn bản không có khả năng. Cái kia. Trương nghiệp chủ, chúng ta có thể nửa năm thuê không? Phương viên cười mỉa nói. Trương văn nghe vậy, lắc đầu. Phương viên suy nghĩ một chút, tiếp tục nói. Vậy ngài chờ một lát, tôi gọi điện thoại cho người yêu tôi. Nói xong, Phương Viên liền đi về phía thư phòng. Mười mấy phút sau, chuông cửa lại vang lên. Ngồi ở trên sofa Phương Nhất Phạm hiểu được đây là cha hắn tìm cứu tin đến. Anh vội vàng đứng dậy đi mở cửa. Đổng Văn Khiết và Tống Thiến nắm tay nhau đi vào. Khi Đổng Văn Khiết nhìn thấy trong phòng khách kia đạo thon dài thân ảnh, trực tiếp thân hình dựng lại, sững sờ tại chỗ, toàn thân cứng ngắc. Làm sao có thể là hắn? sắc mặt đổng văn khiết trong nháy mắt trở nên trắng bệch nội tâm vô cùng hoảng loạn nàng không nghĩ tới lần nữa gặp được thiếu niên trước mắt lại là ở trường hợp này đổng văn khiết cảm thấy cả người đều tràn ngập một cổ cảm xúc ngồi không yên cực kỳ không thoải mái thậm chí ngay cả ngón chân của nàng cũng đang gắt gao bám chặt lấy mặt đất vẻ mặt của nàng càng trở nên vô cùng mất tự nhiên cùng lúc đó tống thiến ở một bên thấy rõ trương văn chính là vị thiếu niên buổi sáng nhìn thấy kia trên mặt cũng không khỏi hiện ra một tia kinh ngạc đây chính là trương nghiệp chủ mà trên đường anh nói với tôi tống thiến chọc chọc cánh tay đổng văn khiết tò mò nhỏ giọng hỏi chủ sở hữu trẻ như vậy cô thật đúng là chưa từng thấy qua nghe được thanh âm của tống thiến đổng văn khiết phục hồi tinh thần lại nàng bình phục tâm tình của mình cố gắng nặng ra một nụ cười gật đầu với tống thiến cái kia ta cùng phương viên còn có chút chuyện thương lượng nếu không ngươi về trước đi ta tối nay liên lạc với ngươi dứt lời đổng văn khiết liền không nói lời nào đẩy tống thiến đi ra cửa nhìn đổng văn khiết khác thường như vậy tống thiến có chút nghi hoặc bất quá nếu đổng văn khiết đều bảo cô rời đi trước cô cũng không nên dừng lại lâu nữa vì thế tống thiến cùng phương viên chào hỏi một tiếng liền trực tiếp rời đi đổng văn khiết lần nữa trở lại phòng khách lập tức bị phương viên kéo sang một bên tình huống ta đều cho ngươi gửi tin nhắn nói rõ ràng ngươi xem chúng ta hiện tại phương viên nhìn về phía đổng văn khiết trong ánh mắt tràn ngập ý hỏi thăm ngươi mang phàm phàm đi xem phòng trước ta tới nói chuyện đổng văn khiết nháy mắt với phương viên thúc giục nói thấy bóng dáng hai người hoàn toàn biến mất ở trong phòng khách đổng văn khiết lúc này mới chuyển ánh mắt đến trên người trương văn trước mắt cái kia đổng văn khiết mím môi cứng nhắc đứng trước mặt trương văn vẻ mặt xấu hổ cô không biết mở miệng như thế nào suy nghĩ một chút đổng văn khiết khẽ cắn môi vẫn lựa chọn đi thẳng vào vấn đề ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút căn phòng này chúng ta trước tiên thuê nửa năm nửa năm sau lại tiếp tục thuê có thể sao không có cách nào thương lượng trương văn hơi nhíu mày nhẹ nhàng lắc đầu nói đổng văn khiết thấy trương văn trực tiếp cự tuyệt cô trên mặt nhất thời hiện ra một chút xấu hổ sau đó trong đôi mắt to lóe lên một tia lo lắng tiến lên hai bước tiếp tục nói nhưng mà nhưng không đợi đổng văn khiết nói xong trương văn đã mở miệng thuê một năm nếu không muốn các ngươi có thể rời đi nhìn sắc mặt như thường của trương văn đổng văn khiết ý thức được trương văn không phải đang nói đùa nếu bọn họ kiên trì thuê nửa năm trương văn nhất định sẽ để cho bọn họ rời khỏi nơi này nghĩ tới đây đổng văn khiết có chút luống cuống Phương nhất Phạm hiện tại chính là mấu chốt để học lên. Chỉ có ở thư hương nhã uyển mới là thuận tiện nhất. Hơn nửa nhà ở thư hương nhã uyển rất đẹp, bọn họ đợi rất lâu mới đợi được căn nhà này. Nếu như không thuê, bộ tiếp theo còn không biết phải đợi lâu hơn. Vì vậy, họ phải tập hợp ngôi nhà này. Nhưng tiền thuê rộng trả 6 vạn. Lông mày Đổng Văn Khiết hơi nhăn lại, có chút không biết làm sao. Bỗng nhiên một ý nghĩ từ đáy lòng Đổng Văn Khiết toát ra. Cô có thể lén tìm Trương Văn tán gẫu một chút. Nhưng nếu Trương Văn từ chối nhận, trong lòng Đổng Văn Khiết có chút dãy dụa. Quyết tâm thuê nhà cuối cùng buộc Đổng Văn Khiết phải lựa chọn. Nàng đi tới trước người Trương Văn, mặt lộ vẻ xấu hổ, có chút khó mở miệng nói. Nếu không tôi thêm cho anh một phương thức liên lạc, buổi tối chúng ta sẽ liên lạc. Nói xong, mặt Đổng Văn Khiết đỏ bừng lời này của nàng nói cũng quá mập mờ đi cái gì gọi là buổi tối lại liên lạc a à? không biết còn tưởng rằng bọn họ muốn làm cái gì bất quá nói đều nói đổng văn khiết chỉ có thể kiên trì đứng ở chỗ này cảm xúc xấu hổ phẫn nộ xấu hổ tràn ngập hai má ngược lại trương văn nghe được lời đổng văn khiết nói những mày nhìn cô một cái lạnh nhạt phun ra một chữ được nghe được chữ này đổng văn khiết thở phào nhẹ nhõm sau đó cô nhanh chóng thêm vào phương thức liên lạc của Trương Văn. Vậy tôi đi xem nhà với họ trước. Đổng Văn khiết cất điện thoại đi nhanh về phía thư phòng. Bước chân vội vã kia có vài phần tư thế chạy trối chết. Chương 04 Vẫn rất hoài cửu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Một lát sau, Đổng Văn khiết cùng phương viên hai người liền tham quan xong toàn bộ căn phòng. Nhìn Trương Văn bình tĩnh ngồi trên sofa, Phương Nhất Phạm biểu môi có chút bất mãn. Căn nhà này tuy rằng rất tốt, nhưng chủ nhà cũng quá khó nói chuyện. Hắn phải nghĩ ra biện pháp. Phương Nhất Phạm đảo mắt, một chủ ý từ đáy lòng toát ra. Ta nói ngươi cái này phòng ở xảy ra chuyện gì, như thế nào có cổ gây mũi mùi vị. Đây không phải là mới trang hoàng, trong phòng còn lưu lại formalet chứ. Phương Nhất Phạm vừa nói, vừa giơ tay lên vẫy vẫy không khí trước mặt, một bộ dáng làm như thật trương văn nhìn hắn một cái không nói gì hơn nữa trực tiếp xoay hai đầu sang bên kia vẻ mặt lãnh đạm nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trương văn một chút cũng không có muốn giải thích dáng vẻ bị không nhìn phương nhất phàm cảm thấy có chút tức giận sắc mặt của hắn cũng trở nên khó coi không phải chỉ là một chủ nhà kéo cái gì còn định cái gì phải thuê một năm quy định phương nhất phàm càng nghĩ càng tức miệng bắt đầu lầm bầm nói kéo cái gì Phương Nhất Phạm. Đổng Văn Khiết sắc mặt trầm xuống, các đức Phương Nhất Phạm lầm bầm lầu bầu. Phương Viên ở một bên cũng vội vàng phụ họa nói. Phạm Phạm, không nên hồ nháo. Tôi không có hồ đồ, căn nhà này. Phương Nhất Phạm nhìn về phía hai người, muốn tiếp tục nói gì đó. Đổng Văn Khiết thấy thế, trực tiếp trừng mắt nhìn hắn, quát to. Phương Nhất Phạm, câm miệng. Thấy Đổng Văn Khiết dường như thật sự tức giận, trong lòng phương nhất phạm dâng lên một chút ủy khuất. Anh cao mày nhìn về phía Đổng Văn Khiết, trong ánh mắt tràn ngập khó hiểu. Hắn rõ ràng là đang thay gia đình giải quyết vấn đề, như thế nào ngược lại bị rống. Phương Nhất Phạm càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, hắn không khỏi đem ánh mắt chuyển dời đến trên người Trương Văn trên sofa của người khởi sướng trong lòng. Khi thấy Trương Văn căn bản không nhìn về phía này, sắc mặt Phương Nhất Phạm hoàn toàn đen xuống. Hắn gắt gao nhìn chầm chầm Trương Văn, trong ánh mắt tràn ngập phẫn hận. Đổng Văn Khiết nhìn bộ dáng Phương Nhất Phạm, không khỏi nhíu mày, trong lòng tức giận không chỗ phát tiết. Đi. Về nhà. Cô đẩy Phương Nhất Phạm đi về phía cửa. Phương Viên thấy thế, vội vàng nói với Trương Văn. "Trương Nghiệp chủ, chúng ta rút lui trước, chuyện thuê phòng chúng ta trở về thương lượng một chút." Trương Văn gật gật đầu. Đổng Văn Khiết kéo Phương Nhất Phạm vẻ mặt không tình nguyện đi nhanh phương viên theo sát phía sau mới vừa đi tới cửa tiểu khu liền thấy được bóng dáng tống thiến sao anh còn chưa về đổng văn khiết cười nhanh đón ta đây không phải là lo lắng cho các ngươi sao chỉ muốn chờ các ngươi đi ra hỏi kết quả tống thiến hướng phương viên gật gật đầu ý bảo cũng tiến lên kéo cánh tay đổng văn khiết sống vai mà đi thế nào rồi nhà đã thuê chưa tống thiến ân cần nói đừng nói nữa thời hạn thuê chưa bàn xong nhà chưa thuê phương viên ở một bên thở dài nói không bàn bạc bà. tống thiến có chút kinh ngạc chuyển ánh mắt về phía bạn thân bên cạnh theo cô được biết đổng văn khiết chưa bao giờ thất bại trong đàm phán ngươi tự mình xuất mã cũng không thành công tống thiến nghi hoặc nói đổng văn khiết bất đắc dĩ lắc đầu nói không thể thuê nửa năm phải thuê một năm nghe được câu trả lời này Tống Thiến nhíu mày, suy nghĩ vài giây rồi đề nghị. Tôi thấy trương nghiệp chủ kia cũng không giống người khó nói như vậy. Nếu không, hai người mời người ta ăn một bữa cơm, nói chuyện trên bàn cơm. Biện pháp này không tồi. Phương viên cười đồng ý, cũng nhìn về phía Đổng Văn Khiết dò hỏi. Anh nghĩ sao? Đổng Văn Khiết trầm mặt vài giây rồi nói. Chuyện thuê nhà anh đừng quan tâm, tôi sẽ giải quyết. Phương viên nghe vậy, trừng mắt nhìn trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc hắn mặc kệ đổng văn khiết tự mình giải quyết vừa rồi không phải không bàn bạc sao giải quyết như thế nào trong lòng phương viên hết sức khó hiểu hắn luôn cảm thấy hành động hôm nay của đổng văn khiết có chút kỳ lạ nhất là khi đến thăm nhà hôm nay tâm trí không yên bất quá trước mặt tống thiến phương viên cũng không tiện nói gì thêm gật gật đầu không lên tiếng nữa thấy sắc mặt Đổng Văn Khiết và Phương Viên không còn nhìn nữa, Tống Thiến cũng không nói gì nữa. Bốn người lặng lẽ đi về phía trước. Cùng lúc đó, Trương Văn cũng trở về phòng mình. Vừa chập mắt một lát, điện thoại vang lên. Trương Văn nhìn về phía màn hình, ba chữ Đổng Văn Khiết không ngừng lóe lên. Lập tức hắn ấn nút nghe. Có việc gì? Đầu bên kia điện thoại im lặng hai giây, giọng Đổng Văn Khiết vang lên. Vậy, bảy giờ tối nay anh có rảnh không tôi muốn mời anh ăn một bữa cơm có thể cậu trực tiếp gửi địa chỉ tới đi nói xong trương văn liền cúp điện thoại sau khi nghỉ ngơi một chút trương văn xuất phát anh tiện tay đón một chiếc taxi chạy về phía nhà hàng vân đoan mà đổng văn khiết gửi tới nhưng mà khi muốn tiến vào nhà hàng vân đoan trương văn bị ngăn lại xin chào tiên sinh xin hỏi ngài có hẹn trước không bảo vệ cửa nhà hàng cung kính hỏi. Trương Văn nghe vậy, lắc đầu. Vậy ngại quá, tiên sinh, nhà hàng này chỉ có hẹn trước mới có thể vào, thật sự xin lỗi. Bảo vệ tiếp tục. Nghe nói như thế, Trương Văn đi qua một bên, lấy điện thoại di động ra gọi cho Đổng Văn Khiết. Anh đang ở trước cửa nhà hàng Vân Đoan, em 5 phút không đến thì đừng tới. Nói xong, Trương Văn liền trực tiếp cúp điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, Đổng Văn Khiết nghe trong điện thoại truyền đến tiếng bận rộn, không khỏi cắn răng, sau đó nhanh hơn bước chân. Bốn phút sau, thân ảnh Đổng Văn Khiết vội vã chạy tới. Đợi đến khi Đổng Văn Khiết đi vào, trên trán cô đã thấm ra một ít mồ hôi. Nàng hơi thở hỗn hển, sắc mặt trở nên ửng đỏ, trước ngực cũng kịch liệt phập phồng. Không phải cô nói, thời gian ngắn như vậy chạy tới cũng quá mệt mỏi đi. Đổng Văn Khiết trong lòng nghĩ, nhưng trên mặt cô không có biểu hiện bất mãn hơn nữa cố gắng nặng ra một nụ cười có chút ấy nấy, hết sức khách khí nói với Trương Văn. Thật ngại quá, tôi hẹn anh ăn cơm, đến muộn hơn anh, thật xin lỗi. Trương Văn nghe vậy, nhúng nhúng vai tỏ vẻ không có gì. Đổng Văn khiết thấy thế, tiếp tục nói. Chúng ta vào trước đi. Dưới sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ, hai người nhanh chóng ngồi vào chỗ. Tùy tiện gọi vài món, Đổng Văn khiết liền nhảy chủ đề. Trương Văn, căn nhà ở thư hương nhã uyển của anh có thể thuê nửa năm không? Trương Văn hơi nhướng mày nhìn Đổng Văn Khiết một cái, không nói gì. Thấy Trương Văn không đáp lại, Đổng Văn Khiết có chút sốt ruột. Nàng nghiêng người về phía trước, nửa năm sắp trên bàn muốn gần Trương Văn hơn một chút nói. Một chút cũng không thể thương lượng sao? Tôi thực sự muốn thuê căn nhà đó. Bởi vì nửa năm sắp trương văn có thể thập phần rõ ràng nhìn thấy một vệt tuyết trắng cùng với tuyến sự nghiệp ngạo nhân của đổng văn khiết bất quá trương văn vẫn cự tuyệt yêu cầu của đổng văn khiết thuê một năm không cần thương lượng cậu không muốn cũng không sao có rất nhiều người xếp hàng mà trương văn thờ ơ nói đổng văn khiết hơi sửng sốt nàng không nghĩ tới một mình cùng trương văn đi ra thương lượng chuyện này trương văn cũng sẽ cự tuyệt nhanh như vậy Nhìn khuôn mặt đẹp trai của Trương Văn, Đổng Văn Khiết bỗng nhiên nghĩ tới sự điên cuồng tối qua của hai người. Khi đó Trương Văn cũng không bình tĩnh như bây giờ. Đổng Văn Khiết cảm thấy hết sức im lặng. Nhưng bây giờ cô có cầu xin Trương Văn, cũng chỉ có thể khẽ cắn môi nhìn. Chương không năm. Đêm nay có việc không trở về nhà. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đúng lúc này, một hồi chuông điện thoại chói tai bỗng nhiên vang lên. Đổng Văn Khiết lấy điện thoại di động ra, nhìn về phía hai chữ tống thiến không ngừng lóe lên trên màn hình, do dự một chút, cô ấn nút nghe. Một thanh âm hơi có chút lo lắng truyền tới. "Văn Khiết, em có biết Phương Nhất Phàm và anh tử xảy ra chuyện gì không?" Hai người bọn họ yêu nhau sớm. Bởi vì âm lượng điện thoại vô cùng lớn, Trương Văn ngồi đối diện Đổng Văn Khiết cũng nghe rõ nội dung bên kia điện thoại không bỏ sót một chữ trên mặt đổng văn khiết không khỏi hiện ra vẻ xấu hổ cô theo bản năng nhìn trương văn một cái sau đó nhỏ giọng nói với đầu dây bên kia ta không biết a à. phương nhất phàm và anh tử không phải vẫn luôn là bạn tốt sao lại liên quan đến yêu sớm anh chắc chứ đầu dây bên kia tống thiến hỏi ngược lại quên đi lát nữa chúng ta tập hợp ở nhà hàng vân đoan gặp mặt nói chuyện đi không đợi đổng văn khiết nói gì Tống Thiến liền trực tiếp cúp điện thoại. Nghe tiếng điện thoại di động truyền đến, Đổng Văn Khiết nhìn về phía Trương Văn, trên mặt hiện ra vẻ ấy nấy nói. Thật ngại quá. Lát nữa Tống Thiến sẽ tới. Không sao. Trương Văn lạnh nhạt nói, sau đó bắt đầu hưởng dụng mỹ thực. Nhìn đầy bàn mỹ thực, Đổng Văn Khiết không muốn ăn. Vấn đề phòng ở còn chưa giải quyết, Phương Nhất Phạm lại nháo ra yêu sớm. Đổng Văn Khiết lòng tràn đầy ưu sầu, vẻ mặt cũng không ngừng biến hóa. Một hồi nhíu mày, một hồi mặt lộ vẻ thấp thỏm. Một bộ đứng ngồi không yên. Chỉ chốc lát sau, một đạo thân ảnh uyển chuyển hướng bàn hai người Trương Văn đi tới. Trương Văn dương mắt nhìn lại, phát hiện người tới chính là Tống Thiến. Chẳng qua, lúc này trên người Tống Thiến đã sớm không phải là bộ váy dài màu tím nhạt buổi chiều kia, mà là đổi thành áo ba lỗ cổ thấp màu đen. Da thịt trắng như tuyết không có khuyết điểm gì, đường công ngạo nhân như ẩn như hiện bên ngoài áo ba lỗ là một chiếc áo len hở cổ màu tím nhạt tăng thêm vài phần cảm giác dịu dàng cho tống thiến quần dài màu đen cuốn chặt lấy người tống thiến đem cặp đùi thon dài tròn trịa của tống thiến bày ra vô cùng nhường nhuyễn hơn nữa đôi giày cao gót trên chân kia khiến cho tống thiến thoạt nhìn trí tuệ đồng thời còn có một tia quyến rũ cùng lúc đó tống thiến cũng chú ý tới trương văn đồng tử của nàng hơi mở ra trên khuôn mặt tinh xảo nhanh chóng hiện lên một tia kinh ngạc. Đổng văn khiết này, tốc độ nhanh như vậy sao? Buổi chiều tôi vừa đưa ra ý kiến, buổi tối liền hành động. Tống thiến thầm nghĩ trong lòng. Nhưng sao chỉ có một mình văn khiết, phương viên sao không tới? Tống thiến trong lòng nghi hoặc, trên mặt cũng nở nụ cười khéo léo nói với Trương Văn. Trùng hợp như vậy, Trương nghiệp chủ cũng ở đây. Trương Văn khẽ gật đầu ý bảo tống thiến thấy thế trực tiếp kéo ghế ngồi xuống chuyển ánh mắt sang đổng văn khiết vẻ mặt trở nên nghiêm túc văn khiết chuyện phương nhất phàm và anh tử cậu rốt cuộc có biết hay không đối mặt với vấn đề đi thẳng vào vấn đề của tống thiến đổng văn khiết lắc đầu tôi thật sự không rõ lắm hơn nữa em cảm thấy phương nhất phàm tuy rằng học tập không tốt nhưng bản chất vẫn là một đứa trẻ ngoan sẽ không yêu sớm về phần anh tử đổng văn kiệt dừng lại một chút tiếp tục nói anh tử ngươi lại càng không cần lo lắng đi phẩm học kim ưu nghe lời hiểu chuyện bao nhiêu người hâm mộ con có một cô con gái tốt như vậy nghe được đổng văn khiết nói sắc mặt tống thiến hòa hoãn lại nàng suy nghĩ vài giây nói văn khiết tôi cảm thấy hai đứa trẻ bây giờ chính là thời khắc mấu chốt bất cứ chuyện gì cũng không thể ảnh hưởng đến việc học tập của chúng vì vậy nếu cần thiết, tôi đề nghị Eco và Phan Di Phan có thể giữ một khoảng cách nhất định. Nói như vậy, đối với hai hài tử chỉ có lợi, không có hại. Tống Thiến thao thao bất tuyệt nói. Đổng Văn Khiết thấy thế, trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ. Cô theo bản năng nhìn Trương Văn một cái, tuy rằng Trương Văn cũng không nhìn cô, nhưng Đổng Văn Khiết vẫn cảm thấy hết sức ngượng ngùng. Cô vội vàng ngắt lời Tống Thiến. Chuyện đó chuyện này chúng ta quay lại rồi nói ta còn có chuyện khác phải giải quyết nói xong đổng văn khiết nháy mắt với tống thiến ý bảo cô nhanh chóng rời đi tống thiến hơi sửng sốt sau đó kịp phản ứng nàng nhìn về phía trương văn cười nói thật ngại quá ông chủ trương làm chậm trễ thời gian của ông lâu như vậy trương văn lắc đầu tỏ vẻ không có gì tống thiến cũng không để ý thái độ lãnh đạm của trương văn ngược lại tiếp tục nói trương nghiệp chủ thoạt nhìn trẻ như vậy ngay tại thư hương nhã uyển có nhà của mình thật sự là tiền đồ bất khả hạng lượng a à? người bây giờ là ở nơi nào cao tựu mắt thấy tống thiến đem lực chú ý hoàn toàn chuyển tới trên người trương văn đổng văn khiết có chút bất đắc dĩ cô vội vàng ở dưới bàn lặng lẽ đẩy đùi tống thiến lúc này tống thiến mới dừng lại tống thiến không phải em còn muốn đi đón anh tử sao mau đi đi đổng văn khiết tùy tiện tìm cớ muốn tống thiến rời đi tống thiến thấy vậy đã hiểu vội vàng gật đầu phụ họa nói đúng đúng ta còn phải nhanh chóng đi đón anh tử nói xong tống thiến liền đứng dậy bất quá nàng cũng không lập tức rời đi mà lấy di động ra nhìn về phía trương văn ôn nhu cười nói chủ sở hữu trương có tiện thêm phương thức liên lạc không có thể trương văn lấy di động ra sau khi thành công thêm vào phương thức liên lạc trên mặt tống thiến lộ ra một nụ cười hài lòng vậy hôm nay ta rút lui trước chủ trương hai người từ từ nói chuyện tống thiến chào hỏi rồi quay người rời đi mắt thấy bóng lưng tống thiến biến mất ở nhà hàng đổng văn khiết rốt cục thở phào nhẹ nhõm kế tiếp cô rốt cục có thể tiếp tục cùng trương văn hảo hảo tâm sự chuyện có liên quan đến phòng ở nhưng vừa rồi trương văn đã cự tuyệt cô cô còn có thể nói thế nào trên mặt Đổng Văn Khiết tràn ngập rối rắm. Nhìn Trương Văn ngồi ở chỗ kia thập phần bình tĩnh, nội tâm của nàng bắt đầu dãy dùa. Rốt cuộc có nên làm như vậy hay không? Đổng Văn Khiết do dự. Cuối cùng trải qua đấu tranh tư tưởng, Đổng Văn Khiết hạ quyết tâm. Bất luận như thế nào, chuyện nhà cửa hôm nay giải quyết. Về phần biện pháp giải quyết. Đổng Văn Khiết khẽ nhíu mày, cắn chặt môi, trên mặt tràn ngập cảm xúc phức tạp trầm mặt vài phút sau, Đổng Văn khiết khiết sâu một hơi, nhìn về phía Trương Văn mở miệng hỏi. Trương Văn, làm thế nào anh mới có thể thuê căn nhà thư hương nhã uyển nửa năm? Trương Văn hơi nhướng mày nhìn Đổng Văn khiết một cái, không nói gì. Đổng Văn khiết trực tiếp bưng rượu trên bàn lên rót cho mình một ly đầy. Nhắm mắt lại, Đổng Văn khiết một hơi uống cạn ly rượu. Ngắn mũi vài giây, trên mặt Đổng Văn khiết liền nhiễm một đóa hồng nhạt đỏ ửng. Đổng Văn Khiết chỉ cảm thấy trong cổ họng nóng rát. Bất quá, nàng cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục đem chén rượu của mình lấp đầy. Thẳng đến khi uống đầy đủ ba chén, Đổng Văn Khiết mới buông chén xuống. Cô nhìn Trương Văn một cái, vừa thẹn vừa giận, cuối cùng khẽ cắn môi lấy điện thoại di động ra, gửi cho phương viên một tin nhắn. Tối nay có việc không về nhà. Chương 06 Phương viên Như thế nào là lạ? bạn đang nghe tại truyện chấm audio nhìn thấy một loạt thao tác của đổng văn khiết trương văn nhướng mày trong lòng mơ hồ đoán được cái gì bất quá trương văn cũng không có lên tiếng dù sao lúc này cắt ngang đổng văn khiết thật sự là quá không lễ phép đợi đến khi đổng văn khiết gửi tin nhắn xong cất điện thoại di động lên mới chuyển lực chú ý đến trương văn lần nữa chúng ta đi thôi giọng đổng văn khiết có chút lạnh lùng sau đó hai người lần lượt đứng dậy đi ra ngoài phòng ăn. Sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen. Gió nhẹ thổi qua, Đổng Văn Khiết nhìn không được trung rẩy. Cánh tay bảo vệ môi trường của cô, dựa sát vào vị trí của Trương Văn. Chỉ bất quá, sắc mặt của nàng vẫn thập phần lạnh lùng. Rất nhanh, hai người liền chặn lại một chiếc taxi. Một lát sau, Trương Văn và Đổng Văn Khiết đến địa điểm. Nhìn hoàn cảnh chung quanh quen thuộc, trên mặt Trương Văn nhanh chóng hiện lên cảm xúc kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Đổng Văn Khiết trực tiếp đưa hắn tới khách sạn ngày hôm qua. Không nhìn ra, tiểu Đổng này còn rất hoài cổ a. À. Trương Văn thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Đổng Văn Khiết uống ba ly rượu đã bắt đầu có chút choáng ván đầu óc. Hai gò má của nàng cũng nhiễm một chút men say, làm cho nàng tăng thêm vài phần quyến rũ. Anh đi tắm trước, em chờ một chút. Nói xong, đổng văn khiết đi vào toilet thân hình có chút lắc lư cái đó anh có thể giúp tôi lấy khăn tắm không vài phút sau một đạo thanh âm hơi ngượng ngùng từ trong phòng tắm truyền ra trương văn cầm lấy khăn lông cách đó không xa đi về phía phòng tắm cửa phòng tắm được làm bằng kính mờ bóng dáng uyển chuyển của đổng văn khiết như ẩn như hiện trên kính trương văn nhìn hai mắt liền trực tiếp đưa khăn lông trong tay tới cánh tay màu trắng còn mang theo bọt nước kia một lát sau, Đổng Văn Khiết quấn khăn tắm đi ra. Vai thơm trắng như tuyết, cánh tay tinh tế, phía dưới khăn tắm không có che khuất một đoạn bắp chân kia lại càng bóng loáng trắng nõn, không có bất kỳ tì vết nào. Đổng Văn Khiết vừa tắm xong khuôn mặt nhỏ nhắn bị hơi nước hung đỏ bừng. Hơn nửa nàng khẽ cắn môi, thần sắc xấu hổ phẫn nộ, thoạt nhìn ngược lại giống như là một tiểu cô nương mười mấy tuổi. Cô chậm rãi di chuyển về phía Trương Văn. Cái kia. Chúng ta. Đổng Văn Khiết nhìn về phía Trương Văn, mới vừa nói mấy chữ, dưới chân liền bị vấp một cái, cả người nhào về phía Trương Văn. À, theo một tiếng thét chói tai của Đổng Văn Khiết. Một giây sau, một thân thể mềm mại chen vào trong ngực. Mũi anh thậm chí còn có thể hỏi rõ ràng, mùi thơm nhàn nhạt sau khi tắm trên người Đổng Văn Khiết. Ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu vào trong phòng, Trương Văn mới chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn về phía bên cạnh, trên giường trống rỗng đã sớm không còn bóng dáng Đổng Văn Khiết. Sau đó Trương Văn duỗi duỗi tứ chi, bắt đầu ký tên hôm nay. "Đinh, ngươi đạt được một nhà hàng tây cao cấp tên là Vân Đoan nhà hàng." "Nhà hàng Cloud?" "Đây không phải là nhà hàng tối qua cùng Đổng Văn Khiết ăn cơm sao?" Trương Văn khẽ cười nói, tâm tình tràn ngập sung sướng. Đối với phần thưởng quẹt thẻ hôm nay, trong lòng hắn vẫn tương đối hài lòng. Sau đó Trương Văn rửa mặt một phen, liền tiện tay đón một chiếc taxi chuẩn bị đi tới nhà hàng Vân Đoan. Ngồi trong xe taxi, Trương Văn Thuận tay lấy điện thoại di động ra gửi cho Đổng Văn Khiết một tin nhắn. Hôm nay ký hợp đồng. Thuê một năm, tiền thuê nhà tính theo nửa năm. Sau đó Trương Văn cất điện thoại di động lên, nhắm mắt lại chuẩn bị chập mắt một lát. Đinh. Nhìn tin nhắn Trương Văn sợ gửi tới, Đổng Văn Khiết khẽ nhíu mày, khẽ cắn môi dưới, vẻ mặt trở nên có chút phức tạp cô không ngờ lại có kết quả như vậy. Vốn cô còn tưởng rằng Trương Văn sẽ chỉ đồng ý điều kiện thuê nửa năm. Không nghĩ tới Trương Văn vẫn kiên trì thuê một năm, chẳng qua tiền thuê. Dựa theo nửa năm trả. Lập tức giảm bớt 12 vạn. Tên kia thật đúng là... Hào phóng. Đổng Văn Khiết nhỏ giọng lầm bầm nói, đẩy lòng trào ra một cảm xúc khó có thể nói rõ. Sau đó Đổng Văn Khiết sửa sang lại cảm xúc một chút đem chuyện này báo cho Phương Nhất Phạm cùng Phương Viên hai người. Nghe được tin tức này, Phương Nhất Phạm từ trên sofa đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc nói. Cái gì? Dựa theo nửa năm tiền thuê mà trả. Trong giọng nói của Phương Nhất Phạm tràn ngập kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái kia thoạt nhìn có chút chán ghét chủ nhà dĩ nhiên lại phát hiện tâm lớn như thế. Điều này làm Phương Nhất Phạm cực kỳ ngoài ý muốn. Mẹ, mẹ không lầm chứ. Phương Nhất Phàm nhìn Đổng Văn Khiết, đưa ra nghi vấn của mình. Đổng Văn Khiết oán cách nhìn hắn một cái, nghiêm mặt nói. Loại chuyện này ta cũng có thể lầm. Ngươi cũng quá khinh thường mẹ ngươi đi. Phương Nhất Phàm biểu môi, vẫn có chút không tin. Ngược lại Phương Viên ở một bên không nói gì, vẻ mặt nhìn về phía Đổng Văn Khiết càng thêm tìm tòi nghiên cứu. Cái này cũng quá trùng hợp đi. Văn Khiết cả đêm qua không về nhà, hôm nay tiền thuê liền giảm trong lòng phương viên toát ra một tia hoài nghi hắn cảm thấy nơi này nhất định có cổ quái phương viên quyết định tìm một cơ hội nói bóng nói gió một chút nhìn xem đổng văn khiết đến tột cùng là bàn bạc chuyện tiền thuê nhà như thế nào cùng lúc đó trương văn rất nhanh đã tới cửa nhà hàng vân đoan lúc này trước cửa nhà hàng vân đoan đã tụ tập rất nhiều người vô cùng ồn ào trương văn thấy thế trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc sau đó hắn trực tiếp xuyên qua đám người, hướng bên trong nhà hàng Vân Đoan đi đến. Trương Văn lúc này mới phát hiện, cửa sở dĩ tụ tập nhiều người như vậy, là bởi vì trong phòng ăn có người gây sự. Người gây rối là một phụ nữ trông rất trẻ. Nàng mặc áo da màu đen, váy bó sát người đem đường mông hoàng mỹ của nữ nhân bày ra. Dưới tất chân màu đen, một đôi đùi đẹp tinh tế như ẩn như hiện. Phối hợp với giày Martin, tăng thêm vài phần đẹp trai cho phụ nữ bất quá so sánh với cách ăn mặc khóc xoái của nữ nhân, trang điểm đường hoàng của nàng ngược lại càng làm cho người ta khó có thể quên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mọc ra một đôi lông mày mười phần đẹp mắt, ánh mắt thật to có lông mi thon dài dày đặc. Tất nhiên, khiến người ta chú ý nhất chính là đôi môi đỏ mộng của nữ nhân. Màu đỏ tươi phối hợp với da thịt trắng như tuyết, thập phần có lực trùng kích. Chẳng qua đôi môi đỏ mộng đẹp mắt này hiện tại đang kịch liệt phát ra sau khi thấy rõ tướng mạo của nữ nhân gây chuyện thần sắc trương văn trở nên có chút cổ quái người phụ nữ này hắn biết là nữ chính trong phim truyền hình hảo tiên sinh giang lai không nghĩ tới lại đụng phải nàng trương văn trong lòng trầm ngâm nói hắn đột nhiên ý thức được một chuyện hắn có lẽ cũng không phải xuyên qua đến phim truyền hình tiểu hoan hỷ thế giới song song mà là xuyên đến một cái điện ảnh và truyền hình dung hợp thế giới song song bên trong xem ra ta còn có rất nhiều thứ cần biết trong lòng trương văn nghĩ dưới chân đã bước vào bên trong nhà hàng hy vọng các huynh đệ yêu thích ủng hộ nhiều hơn một chút ps hậu cung văn không bỏ sót cầu một chút hoa tươi vé tháng phiếu đánh giá thúc giục càng phiếu khen thưởng chương bảy người trẻ tuổi chớ học người khác bên vực kẻ yếu bạn đang nghe tại truyện chấm audio nhìn thấy bóng dáng trương văn tổng giám đốc nhà hàng vân đoan vội vàng tiến lên ngăn cản hắn cũng lộ ra nụ cười ngượng ngùng nói thật ngại quá tiên sinh hôm nay nhà hàng không mở cửa kinh doanh nói xong quản lý làm ra thủ thế mời ý bảo trương văn rời đi trương văn thấy thế trực tiếp tự giới thiệu tôi tên là trương văn nghe nói như thế trên mặt quản lý nhanh chóng hiện lên một tia kinh ngạc sáng sớm hôm nay hắn đã biết được tin tức chuẩn xác có một vị tiên sinh tên là trương văn toàn bộ tiền mua nhà hàng này nhưng không nghĩ tới lại là thiếu niên trẻ tuổi như vậy quản lý cảm thấy hết sức kinh ngạc hắn vốn còn tưởng rằng là phú thương hải ngoại cùng một ít người của đại gia tộc chưa từng nghĩ tới là người trẻ tuổi trước mắt thái độ của giám đốc trong nháy mắt trở nên cung kính trương đổng vừa rồi có mắt không biết thái sơn ngài thứ lỗi. Thái độ quản lý thập phần khiêm tốn nói. Trương Văn khoát tay tỏ vẻ không thèm để ý, nhìn về phía Giang Lai thản nhiên hỏi. Vậy là chuyện gì xảy ra? Quản lý thấy thế, sợ Trương Văn sẽ vì chuyện này mà giận chó đánh mèo, vội vàng mở miệng giải thích. Là như vậy, Trương Đổng. Người phụ nữ kia tên là Giang Lai, là ông chủ của nhà hàng cá voi xám đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Nàng hôm nay rõ ràng là bởi vì chúng ta gần nhất doanh thu vượt xa xám cá voi nhà hàng cho nên tới gây sự. Gây chuyện. Khóe miệng Trương Văn khẽ nhất, cười lạnh nói. Chuyện này ta tự mình xử lý. Nói xong, Trương Văn đi tới vị trí của Giang Lai. Quản lý thấy thế, vội vàng theo sát phía sau. Cùng lúc đó, Giang Lai nhìn Trương Văn đang tới gần không khỏi nhíu mày. Hắn không biết người thanh niên này nhưng người đàn ông trung niên đi theo sau người trẻ tuổi kia cô biết là tổng giám đốc của nhà hàng vân đoan này để tổng giám đốc đi theo phía sau xem ra địa vị của người trẻ tuổi này không thấp giang lai thầm nghĩ trong lòng bất quá dù vậy nàng cũng không có đem trương văn để ở trong lòng rốt cuộc trong kinh thành nàng cũng có chỗ dựa vững chắc không chỉ như thế khi trương văn đi tới giang lai còn hung hăng trừng mắt nhìn hắn hết sức khinh thường nói Chàng trai trẻ tránh xa ra. Đừng học người khác bên vực kẻ yếu. Có chút việc không phải ngươi có thể quản được. Nghe nói như thế, Trương Văn cảm thấy có chút buồn cười. Quả nhiên, tính cách giang lai giống hệt trong phim truyền hình, không sợ trời không sợ đất. Bất quá không sợ cũng không thể gây sự ở nhà hàng của hắn. Trương Văn vừa nghĩ, vừa cầm lấy bình nước bên cạnh rót một ly nước lạnh, cũng đẩy ly tới trước mặt giang lai. Giang Lai thấy thế, cười lạnh một tiếng, vung tay ngọc lên, làm đổ cái ly xuống đất. Đầm. Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên khắp phòng ăn. Quản lý đứng phía sau Trương Văn thấy thế, mặt lập tức đen xuống. Nhân viên xung quanh nhìn về phía Giang Lai trong ánh mắt cũng đều tràn ngập tức giận. Bất quá Giang Lai không thèm để ý chút nào, thậm chí còn thập phần khiêu khích nhìn chung quanh mọi người. Trương Văn thấy thế, như có điều suy nghĩ nhìn mảnh thủy tinh trên mặt đất. Sau đó trực tiếp bưng bình nước lên, hắt toàn bộ nước vào mặt Giang Lai. A, à, Giang Lai phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Nàng thậm chí cũng không kịp ngăn cản một chút, cả người liền biến thành ướt sũng. Mái tóc ướt sũng dán sát vào hai bên má cô, không ngừng nhỏ giọt nước. Quần áo ướt đẫm càng đem đường cong dáng người của nàng hoàn toàn hiện ra. Cả nhà hàng lập tức yên tĩnh lại. Mọi người khẽ há miệng trợn tròn hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Trương Văn. Ai cũng không nghĩ tới Trương Văn cư nhiên sẽ quyết đoán ra tay như vậy. Đây quả thực là... Quá tuyệt vời đi. Loại nữ nhân ác độc này. Nên trừng phạt như vậy. Ngay cả quản lý đứng ở phía sau Trương Văn nhìn hết thảy trước mắt, cũng nhìn không được lộ ra nụ cười, ở trong lòng yên lặng vì Trương Văn giơ ngón tay cái lên. Quyết đoán. Dứt khoát. Nhanh lên. Giang Lai cả người ước đẫm khó có thể tin cúi đầu nhìn mình. Cô thậm chí còn không nhìn rõ, vừa rồi là như thế nào bị dội nước. Lửa giận trực tiếp từ đáy lòng Giang Lai nhảy ra. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Trương Văn, vẻ mặt phẫn nộ. Ngực nàng kịch liệt phập phồng càng là nói cho mọi người trong lòng nàng hiện tại không bình tĩnh. Trầm mặt vài giây, Giang Lai hét lớn. Ngươi lại dám đối với ta như vậy? Ta muốn giết ngươi. Nói xong, Giang Lai điên cuồng vọt về phía Trương Văn. Quản lý thấy thế vội vàng hô. Mau! Bảo vệ! Ngăn cô ta lại. Vài tên bảo vệ chung quanh sau khi nghe được, chen chút mà lên. Giang Lai thậm chí còn chưa kịp với tới góc áo Trương Văn, đã bị ngăn lại. Nhìn nữ nhân nổi điên không ngừng gầm rú, Trương Văn phất phất tay, thản nhiên nói. Đuổi đi! Các bảo vệ gật đầu, vội vàng kéo Giang Lai ra ngoài nhà hàng đúng lúc này bỗng nhiên một đạo thân ảnh từ trong góc vọt ra dừng tay mọi người nhao nhao nhìn qua nhìn rõ tướng mạo của nam nhân trương văn hơi nhíu mày khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh tốt lắm lại một người quen đường xa giang lai bị bảo vệ đỡ nhìn thấy bóng dáng đường xa trên mặt nhất thời hiện ra vẻ kích động đường xa người rốt cục đã tới mau giúp ta. Nói xong, Giang Lai thoát khỏi trói buộc của bảo vệ, chạy về phía đường xa. Quản lý không khỏi nhíu mày, tiến lên nhỏ giọng báo cáo với Trương Văn. Trương Đổng, người đàn ông này và Giang Lai là một nhóm, là đầu bếp chính của nhà hàng cá voi xám. Trương Văn gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Cùng lúc đó, nhìn Giang Lai cả người chật vật, trên mặt lộ viễn tràn ngập phẫn nộ. Hắn âm hiểm nhìn về phía mọi người, hét lớn khi dễ một nữ nhân như vậy các ngươi còn tính là nam nhân sao nói xong lộ viễn nhìn chung quanh một vòng mọi người hôm nay ngồi đây có một người tính một người đều sẽ phải trả giá thật lớn nghe nói như thế nhân viên nhà hàng vân đoan xung quanh đều lộ ra biểu tình khinh thường không phải bọn họ nói lão bản cá voi xám cũng không có ở chỗ này đòi được chỗ tốt hắn một đầu bếp có tư cách gì ngông cuồng như vậy thấy mọi người không để mình vào mắt lộ viễn trực tiếp nhìn trương văn nói chính là anh hát giang lai đi tôi đã gọi cảnh sát rồi ngươi chờ ăn cơm tù đi nghe được nội dung lộ viễn nói giang lai mừng rỡ hai tay nàng khoanh trước ngực nhìn về phía trương văn hừ lạnh một tiếng nói nghe thấy chưa ngươi chờ đó cho ta giang lai ta nếu không thu thập ngươi cũng không xứng với thanh danh của ta ngươi hôm nay chết chắc chờ cảnh sát tới, ngươi khóc cha gọi mẹ cũng vô dụng. Nghe nói như thế, sắc mặt quản lý bên cạnh trở nên có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới Giang Lai lại phái người ẩn núp trong bóng tối. Đây là thất trách của hắn. Quá âm hiểm. Quản lý trong lòng nổi giận mắng, trên mặt lại cố gắng nặng ra một nụ cười nhìn về phía Giang Lai nói. Giang tiểu thư, tất cả đều là hiểu lầm. Ngươi xem. Nhưng mà hắn còn chưa nói xong, đừng bị gian lai cắt ngang ngươi câm miệng nơi này không có tư cách nói chuyện của ngươi trong giọng nói gian lai tràn ngập khinh miệt nói xong nhìn khiêu khích liếc mắt nhìn trương văn một cái một bộ nắm chắc phần thắng kiêu ngạo cực kỳ về phần đường xa thì hai tay chống nạnh đứng ở bên cạnh gian lai trong ánh mắt nhìn về phía mọi người tràn ngập khinh thường quản lý bị sặc trở về trên mặt cũng nhiễm một chút tức giận bất quá hắn biết bây giờ không phải lúc để tức giận bởi vậy hắn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình cất bước đến trước mặt trương văn nhỏ giọng nói trương đổng tình hình hiện tại có chút bất lợi cho chúng ta bằng không chúng ta hôm nay trước quản lý muốn nói lại thôi hắn tin tưởng trương văn nhất định có thể nghe hiểu nội dung hắn không nói ra bất quá trương văn cũng không để ý tới quản lý mà là nhìn về phía đám người gian lai cười lạnh một tiếng nói nói xong rồi. Nói xong, Trương Văn lấy điện thoại di động của mình ra. Mọi người nhao nhao nhìn qua, chỉ thấy điện thoại di động của Trương Văn đang dừng lại ở giao diện ghi âm. Chương 08 Cảm tạ cảnh sát thúc thúc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Nhìn thấy điện thoại di động của Trương Văn dừng lại ở giao diện ghi âm, mọi người nhao nhao lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Ngay cả một quản lý kinh nghiệm phong phú, trên mặt cũng nhanh chóng hiện ra vẻ khó hiểu hắn không hiểu trương văn ghi âm làm gì cũng vô ích thôi phải biết rằng hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là trấn an hai người trước mắt nếu không lát nữa cảnh sát tới nhà hàng vân đoan bọn họ chỉ sợ cũng phải nghỉ ngơi và hồi phục vài ngày nghĩ đến đây lông mày quản lý trực tiếp nhíu lại vẻ mặt u sầu giang lai ở một bên nhìn thấy trương văn thao tác này trực tiếp lộ ra nụ cười khinh miệt không phải cô ấy nói. Nam nhân trước mắt này là kẻ ngốc sao? Lấy phần mềm ghi âm ra, đây là đang buồn cười sao? Giang Lai cực kỳ khinh thường. Đứng một bên đường xa, biểu tình cũng thập phần kiêu ngạo. Không chỉ như thế, hắn còn thỉnh thoảng phụ họa Giang Lai, chửi ầm lên với mọi người. Cho đến khi tiếng còi xe cảnh sát vang lên bên ngoài, hai người mới chịu khó ngừng lại. Không đến một phút đồng hồ, ba gã cảnh sát mặc cảnh phục liền đi vào. Giang Lai thấy thế, khiêu khích trừng mắt nhìn Trương Văn, vội vàng đi lên khóc lóc kể lễ. Đồng chí cảnh sát, các anh. Nhưng Giang Lai vừa nói được một nửa, đã bị Trương Văn cắt ngang. Đồng chí cảnh sát, vì nữ sĩ này anh tiến hành uy hiếp cá nhân tôi. Trương Văn bình tĩnh nói ra nội dung mình muốn nói. Giang Lai thấy thế, hơi sửng sốt. Sau đó nàng trợn tròn hai mắt, trên mặt hiện ra một tia giật mình. Có chuyện gì vậy? Nàng bị dội một thân nước, kết quả dội nàng người còn ác nhân cáo trạng trước. Giang Lai muốn tức điên rồi. Nàng đi thẳng về phía Trương Văn, vừa đi vừa chửi ầm lên. Hay cho Trương Văn. Ngươi đây là chết đến trước mắt còn dãy dụa. Ta hôm nay phải hảo hảo thu thập ngươi, cho ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất trọng. Nói xong, Giang Lai sáng tay áo lên, chuẩn bị làm một trận lớn. Lộ Viễn thấy thế, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Sợ Giang Lai chịu thiệt, Lộ Viễn vội vàng nói với cảnh sát bên cạnh. "Đồng chí cảnh sát, mau giúp tôi. Nếu không Giang Lai một nữ sinh lại bị nhân viên nhà hàng này khi dễ." Nghe nói như thế, trong đó một gã tương đối trẻ tuổi cảnh sát sắc mặt trở nên có chút cổ quái, hắn nhìn về phía Lộ Viễn nói: "Ngươi xác định hai gã cảnh sát khác thoạt nhìn tuổi tác tương đối lớn thì hướng về phía giang lai quát to một tiếng dừng tay trước mặt chúng ta ngươi còn chuẩn bị đánh nhau giang lai thấy thế tức giận dừng bước chột dạ giải thích đồng chí cảnh sát tôi cũng vì anh ta nói xấu tôi cho nên không khống chế được cảm xúc nói đi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra một gã cảnh sát nhìn chung quanh mọi người nói là như vậy đồng chí cảnh sát vì nữ sĩ này không chỉ tới nhà hàng gây sự, còn tiến hành uy hiếp cá nhân tôi. Nói xong, Trương Văn lấy điện thoại di động của mình ra, cũng mở nút phát. Tiếng chửi thề kiêu ngạo của Giang Lai lập tức truyền ra. Sự tình không phải như vậy. Giang Lai thấy thế, muốn tiến lên ngăn lại, lại bị một cảnh sát quát lớn. Anh im miệng. An Tĩnh đứng ở một bên, không nên cản trở công vụ. Giang Lai nghe vậy, chỉ có thể đứng một bên oán hận nhìn chầm chầm trương văn và chiếc điện thoại di động đang ghi âm trên bàn. Đợi đến khi toàn bộ đoạn ghi âm phát xong, lông mày ba gã cảnh sát cũng không khỏi nhíu lại. Bọn họ nhìn về phía Giang Lai mở miệng nói. Vì nữ sĩ này cô phá hư trật tự công cộng, uy hiếp an toàn của người khác, phiền cô đi theo chúng tôi một chuyến. Giang Lai nghe vậy, trong đôi mắt to tràn ngập hoảng hốt. Có chuyện gì vậy? bị mang đi làm sao có thể là chính nàng lộ viễn thấy thế cũng vội vàng nhảy ra giải thích với cảnh sát đồng chí cảnh sát các người hiểu lầm rồi người ra tay trước là nam sinh tên trương văn giang lai chỉ là phòng vệ chính đáng cảnh sát giống như nhìn đường xa vẻ mặt rõ ràng là không tin lời lộ viễn nói lộ viễn thấy thế hoàn toàn nóng nảy hắn chặn trước người cảnh sát hô đồng chí cảnh sát đúng là nam sinh kia động thủ trước các ngươi không tin có thể điều tra theo dõi nghe nói như thế quản lý đứng ở phía sau trương văn vội vàng đi tới hắn nhìn về phía ba gã cảnh sát lộ ra một nụ cười xin lỗi nói thật ngại quá đồng thời cảnh sát camera của nhà hàng chúng tôi đã sớm hỏng còn chưa kịp tìm người sửa nghe được lời giải thích của quản lý cảnh sát gật đầu không nói gì mà trực tiếp dẫn giang lai đi về phía xe cảnh sát ngoài cửa nhân viên nhà hàng vân đoan thấy thế Nhao nhao thở phào nhẹ nhõm. Mọi người không nghĩ tới sự tình lại dễ dàng giải quyết như thế. Trong lòng mọi người nhất thời có chút kính nể Trương Văn Sinh. Mắt thấy Giang Lai bị cảnh sát mang đi, mặt Đường Viễn trắng bệch. Hắn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này, mà tất cả đều là bởi vì. Lộ Viễn chuyển ánh mắt sang Trương Văn. Cả khuôn mặt của hắn lập tức đen xuống, âm trầm giống như có thể nhỏ xuống nước nhưng mà Trương Văn chỉ lãnh đạm liếc hắn một cái, liền phân phó với quản lý bên cạnh. Đuổi ra ngoài. Bảo vệ thấy thế, cũng không đợi quản lý phân phó, liền nhau nhau đi về phía đường xa. Rơi vào đường cùng, lộ viễn chỉ có thể phẫn hận nói. Ngươi chờ đó cho ta. Nói xong, liền xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng lộ viễn biến mất, trên mặt quản lý hiện ra vẻ lo lắng. Hắn suy tư vài giây, đi tới trước người Trương Văn nói trương đổng hôm nay sự tình nháo thành như vậy ta lo lắng gian lai sẽ đối với ngài cùng nhà hàng chúng ta tiến hành trả thù không sao trương văn lắc đầu không chút để ý nói quản lý thấy thế tiếp tục hỏi trương đổng vậy nhà hàng chúng ta kế tiếp làm như thế nào trương văn trầm ngâm vài giây vẻ mặt hết sức lạnh nhạt nói giữ giá thấp hơn đè mạnh một chút quản lý gật đầu không nói gì thêm. Cùng lúc đó, Giang Lai bị kéo đến cục cảnh sát làm xong ghi chép, lại được giáo dục bằng miệng một phen. Điều này làm cho Giang Lai cả người ướt đẫm, không có ăn cơm khó chịu cực kỳ. Từ nhỏ đến giờ nàng còn chưa từng chịu ủy khuất như vậy. Trương Văn đúng không? Chờ đó cho ta. Tôi nhất định sẽ tìm lại chỗ ngồi. Giang Lai thầm thề trong lòng. Chờ cô đi ra khỏi cửa cục cảnh sát liếc mắt một cái liền thấy được bóng dáng đường xa. Giang Lai vẻ mặt tức giận vọt tới. Mà đường xa thì là vẻ mặt quan tâm nên đón. Đường xa, đồ phế vật. Cho ngươi làm chuyện đơn giản như vậy ngươi cũng làm không tốt. Nếu không phải là ngươi, ta hôm nay có thể bị dẫn tới cục cảnh sát sao? Giang Lai hét lớn, tràn đầy khó chịu toàn bộ hướng đường xa phát tiết ra ngoài. Nghe thấy tiếng Giang Lai rống giận, bước chân lộ viễn khựng lại, sững sờ tại chỗ. Hắn không nghĩ tới hắn ở gió lạnh chờ suốt 5 giờ, đầu tiên nên đón hắn lại là Giang Lai chửi ầm lên. Sắc mặt lộ viễn không khỏi trở nên thập phần khó coi. Một cổ lửa giận trực tiếp vọt tới thiên linh cái của hắn. Ngươi im miệng. Lộ viễn quát to. Ta là phế vật, ngươi là cái gì? Ngươi đừng quên, ngươi làm hỏng chuyện hôm nay như thế nào? Lộ viễn vẻ mặt giận dữ. Nghe nói như thế, cảm xúc của Giang Lai trong nháy mắt cũng bị đốt cháy. Hai người bắt đầu lớn tiếng cãi nhau. Chương không chính Có tiền thật tùy hứng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Mắt thấy thanh âm lộ viễn càng ngày càng cao, lời nói cũng càng ngày càng quá đáng, sắc mặt Giang Lai hoàn toàn đen xuống. Ngươi cút cho ta. Giang Lai chỉ vào lộ viễn hét lớn. Được. Sau này anh có việc đừng tìm tôi nữa lộ viễn quát to. Nói xong, liền trực tiếp xoay người sải bước trời đi. Nhìn bóng lưng lộ viễn dần dần biến mất, lửa giận trong lòng Giang lai ngược lại càng cháy càng vườn. Nàng quyết định tìm một chỗ hảo hảo phát tiết một chút. Ngay sau đó, Giang Lai về nhà thay quần áo, liền đi tới gian phòng thường đi. Một ly, hai ly, ba ly. Uống hết năm chén, tâm tình Giang Lai mới bình phục lại một chút. Trương văn này, hôm nay lại dám âm thầm với ta như vậy thật sự là quá đáng giận giang lai nghiến răng nghiến lời nói tay cầm ly rượu cũng không khỏi âm thầm dùng sức từ nhỏ đến lớn cô còn chưa từng bị khi dễ như vậy nàng phải nghĩ biện pháp hung hăng thu thập trương văn một trận sau khi phân phó xong chuyện cuộc chiến giá cả trương văn trực tiếp đến văn phòng quản lý vừa tỉ mỉ chuẩn bị cho hắn trên bàn đang đặt khế ước nhà hàng đám mây giấy chứng nhận thương mại cùng với số liệu doanh thu 3 tháng qua. Trương Văn thấy thế, thuận tay cầm lên, trải qua một phen coi như, Trương Văn đối với giá trị của toàn bộ nhà hàng Vân Đoan cũng có hiểu biết đại khái. Tính sơ qua, nhà hàng Vân Đoan này giá trị gần 20 triệu. Trương Văn nhẹ giọng nói, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hưng phấn. Đây vẫn là hắn không có đem nhà hàng mỗi tháng thu nhập tính toán đến trong đó, nếu không, con số này còn có thể lại phiên lên một phen. Trương Văn cực kỳ vui vẻ. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động của anh bỗng nhiên vang lên. Anh nhìn ba chữ Đổng Văn Khiết không ngừng lóe lên trên màn hình, nhấn nút nghe. "Có việc?" Trương Văn thản nhiên nói. Đầu dây bên kia truyền đến giọng Đổng Văn Khiết. "Không phải nói hôm nay ký hợp đồng, tôi gọi điện thoại là muốn hỏi cô mấy giờ có thời gian?" Nghe nói như thế, Trương Văn nói thẳng. "Vậy bây giờ anh đến nhà hàng Vân Đoan đi." nói xong trương văn liền cúp điện thoại phương nhất phàm ngồi bên cạnh đổng văn khiết đương nhiên cũng nghe được nội dung trong điện thoại trên mặt hắn hiện ra thần sắc hương phấn kinh hỷ hô nhà hàng cloud đây chính là nhà hàng tây số một số hai trong kinh thành ta cũng muốn đi đổng văn khiết nghe vậy khẽ nhíu mày trầm giọng nói tôi đi ký hợp đồng anh đi làm gì ở nhà đợi làm bài tập cho tốt Phương Nhất Phạm thấy thế, vội vàng ông lấy cánh tay Đổng Văn Khiết làm nũng nói. Ai nha, mẹ, mẹ dẫn con đi đi. Tôi còn chưa từng đến nhà hàng Tây ngon như vậy. Ngươi coi như mang ta sống lâu, hơn nữa ta còn có thể cùng ngươi. Nhất cử lưỡng tiện. Dưới thế công mãnh liệt của Phương Nhất Phạm, Đổng Văn Khiết cuối cùng cũng đồng ý. Bất quá nàng vẫn có chút không yên lòng, mở miệng dặn dò. Đi đâu anh cũng không được quấy rối, hơn nữa phải lễ phép phương nhất phàm gật đầu thật mạnh cũng chạy về phía phòng mình vừa chạy vừa hô mẹ mẹ đợi lát nữa con gọi anh tử cùng đi đổng văn khiết thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu kêu anh tử nhận được tin nhắn của phương nhất phàm tùy tiện thu dọn một chút liền chuẩn bị ra ngoài tống thiến đang ngồi trong phòng khách thấy thế vội vàng đứng lên dò hỏi anh tử anh muốn đi đâu em và bạn học đi ăn cơm tây lát nữa sẽ về nghe nói như thế sắc mặt tống thiến trở nên có chút không vui bất quá nhìn nụ cười trên mặt anh tử thật vất vả lộ ra tống thiến rốt cuộc cũng không nói ra lời ngăn cản mà là ân cần nói về sớm một chút à không được gọi điện thoại mẹ đi đón con biết rồi anh tử nói xong liền trực tiếp mở cửa rời đi một lát sau trương văn vừa mới ngồi xuống liền thấy đám người Đổng Văn Khiết đi về phía này. Hắn dương mắt nhìn lại. Hôm nay Đổng Văn Khiết thay một bộ váy liền áo màu đen vừa vặn thể hiện đường công hoàng mỹ của cô. Bộ ngực cao ngất, vòng eo mảnh khảnh, cái mông đầy đặn. Hơn nửa chất liệu ren, làm cho da thịt trắng như ẩn như hiện của Đổng Văn Khiết tăng thêm vài phần cảm giác thần bí. Về phần bên trái Đổng Văn Khiết là phương nhất phạm mặc đồ thể thao màu xám. Bên phải mặt trái xoan trắng nõn phía dưới lông mày cong cong là một đôi mắt to sáng ngời như quả nho cái mũi thanh tú cái miệng nhỏ nhắn của ân đào hơn nửa một bộ váy thắt lưng màu đỏ khiến cho thân ảnh này toàn thân tràn ngập sức sống thanh xuân nhìn thân ảnh này trương văn hơi nhíu mày trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc đây là kiều anh tử trương văn thật đúng là không nghĩ tới hôm nay sẽ nhìn thấy nàng rất nhanh ba người ngồi xuống sau khi ký xong hợp đồng, Trương Văn tiếp nhận thực đơn trong tay nhân viên phục vụ, tùy ý lật xem. Salad dăm bông nắm cục đen, sushi quay cá tuyết bạc, nấm nướng rượu vang đỏ. Trương Văn thờ ơ nói. Đổng Văn khiết thấy thế, hơi cúi đầu mím môi, vẻ mặt trở nên có chút câu nệ. Những món Trương Văn vừa gọi này giá cả trên thực đơn cũng không rẻ. Cộng lại chỉ sợ cũng phải trên vạn thấy trương văn gọi mấy món này mắt cũng không chấp một cái phương nhất phạm ở một bên trừng tròn mắt miệng khẽ mở vẻ mặt kinh ngạc đừng nói ở nhà hàng đám mây cho dù tùy tiện đi đến một quán lẩu ven đường anh cũng không dám một chút như vậy cái này cũng quá hào khí đi phương nhất phạm vẻ mặt hâm mộ nhìn không được cảm khái nói có tiền thật tùy hứng nghe nói như thế trương văn bình tĩnh nhìn về phía phương nhất phạm thờ ơ nói những thứ này lại không cần tốn tiền. Đổng Văn Khiết nghe vậy, trên khuôn mặt tinh xảo hiện lên cảm xúc kinh ngạc. Không cần tiêu tiền. Thế nghĩa là sao? Đổng Văn Khiết có chút không hiểu, lại không biết xấu hổ mở miệng đưa ra nghi vấn của mình. Cùng lúc đó, Kiều Anh Tử đi cùng Đổng Văn Khiết và Phương Nhất Phạm nhìn Trương Văn trước mắt, chớp chớp đôi mắt to, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn hiện lên vẻ nghi hoặc. Kỳ quái, sao lại giống như vậy? kiều anh tử thầm nghĩ trong lòng trương văn trước mắt vô cùng quen mắt nhưng kiều anh tử cũng không dám xác định trương văn đến tột cùng có phải là người trong lòng nàng nghĩ hay không nhưng kiều anh tử cũng không tùy tiện mở miệng hỏi dù sao nếu như chỉ là hai người tướng mạo thập phần tương tự vậy thì có chút xấu hổ hay là thêm phương thức liên lạc trước có cơ hội thăm dò một chút kiều anh tử suy nghĩ trong lòng sau đó cô lấy di động ra nhìn về phía Trương Văn nói: "Cái kia, tôi có thể thêm cho anh một phương thức liên lạc không?" Trương Văn nghe vậy, trên mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu nói: "Có thể." Thấy Trương Văn sẵn khoái đồng ý như vậy, ánh mắt Kiều Anh Tử công thành một đạo trăng lưỡi liềm, cười tăng thêm phương thức liên lạc của Trương Văn. Phương Nhất Phàm ở một bên thấy thế, thế sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi anh còn chưa từng thấy kiều anh tử chủ động thêm uy chát của nam sinh hơn nữa không phải là thêm một phương thức liên lạc về phần cười vui vẻ như vậy sao phương nhất phàm trong lòng phun tào nói cực kỳ khó chịu sớm biết hôm nay hắn đã không gọi anh tử trên mặt phương nhất phàm hiện lên thần sắc hối hận sau đó hắn gắp một chiếc đũa lớn đặt vào bát trước mặt kiều anh tử tức giận nói mau ăn đi đừng dùng điện thoại khi đang ăn. Chương 10 Sông Lai Lão nương hôm nay không đến xỉa đến. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đợi đến khi Đổng Văn Khiết mang theo Phương Nhất Phàm và Kiều Anh Tử rời đi, Trương Văn quyết định tìm một chỗ thả lỏng một chút. Sau đó anh lấy điện thoại di động ra kiểm tra một phen, quyết định đến gian hàng gần nhà hàng Vân Đoan nhất. Một lát sau, thân ảnh Trương Văn xuất hiện ở trong quán bar hắn tùy tiện tìm một cái thẻ ngồi xuống. Nhưng mà, vừa mới ngồi xuống, Trương Văn liền ở ghế sau nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Giang Lai. Vẫn là đôi môi đỏ mộng mang tính biểu tượng, mái tóc dài xõa vai. Chỉ có điều, áo da màu đen trên người đổi thành áo gió màu đen. Bên trong là một chiếc tê. Sớt trắng rộng thùng thình, thoáng có chút trong suốt. Theo Giang Lai không ngừng lắc lư, vòng eo thon nhỏ trong chữ tê trắng cũng như ẩn như hiện tăng thêm vài phần đẹp mông lung cho cô bất quá trương văn chỉ tùy ý liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt của mình sau đó trương văn gọi bartender tới gọi mấy chai rượu rồi bắt đầu thưởng thức cùng lúc đó giang lai đã uống có chút choáng váng đầu cũng chú ý tới thẻ phía trước mình có khách mới giang lai nhìn sang khi nhìn thấy sườn mặt quen thuộc kia đồng tử giang lai nhất thời phóng đại trên mặt nhiễm đầy tức giận được rồi. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a. À. Cô còn chưa đi tìm Trương Văn, Trương Văn ngược lại xuất hiện trước mặt cô. Đến thật tốt. Giang Lai cười lạnh nói. Sau đó cô cầm lấy chai rượu bên cạnh vọt tới phía Trương Văn, cũng giơ tay hung hăng đập chai rượu trong tay mình vào đầu Trương Văn. Nhìn Giang Lai đột nhiên lao ra cùng bình rượu đã giơ cao trong tay cô, ánh mắt Trương Văn ngưng trọng. Sau đó hắn trực tiếp giơ tay lên hướng Giang Lai vung tới ba một tiếng vang thanh thúy giang lai trực tiếp bị trương văn nhất tác xuống đất một bên gò má của nàng nhanh chóng đỏ lên sưng phồng lên giang lai bị đánh ngã xuống đất che một bên gò má của mình mở to mắt và miệng vẻ mặt khó tin cô cũng không thấy rõ cô bị trương văn đánh ngã xuống đất như thế nào hơn nữa trương văn làm sao dám cảm xúc khiếp sợ phẫn nộ đang xen vào nhau từ đáy lòng giang lai trào ra nàng hung hăng trừng mắt về phía trương văn nói: ngươi lại dám đánh ta! trương văn thần sắc lạnh lùng, không nói gì. giang lai thấy thế, lý trí vốn còn tồn tại hoàn toàn bị lửa giận thiêu đốt không còn sót lại chút gì. ta hôm nay nhất định phải làm cho ngươi thân bại danh liệt. giang lai trước mắt giữ tận cắn răng, từng chữ từng chữ chen ra. sau đó nàng như điên bổ nhào vào bên chân trương văn, cởi áo khoác của mình gắt gao ông lấy hai chân trương văn thê thảm hướng chung quanh hô to mau tới người a nơi này có người đùa dẫn lưu manh mọi người mau tới cứu tôi quấy rối tình dục giang lai vừa hô to vừa tiếp tục cởi quần áo trên người mình rất nhanh xung quanh liền tụ tập rất nhiều người mọi người nhao nhao chỉ trỏ giang lai và trương văn ở giữa sân chuyện gì xảy ra nghe nói là dở trò lưu manh nam nhân kia thoạt nhìn cũng không giống loại người này a à. Mọi người ngươi một lời, ta một câu. Thậm chí còn có một số người không có ý tốt hai mắt tỏa sáng, sắc hiếp mắt đánh giá Giang Lai. Giang Lai không thèm để ý chút nào. Cô thậm chí còn cởi áo tê. Sớt trắng, cũng đem một dây đeo vai của mình trượt xuống một bên. Mọi người mau nhìn, chính là nam nhân này quấy rối tình dục. Giang Lai vẻ mặt điên cuồng hô, cũng gắt gao ông Trương Văn, càng không ngừng loay hoay quần áo của mình. Nhìn Giang Lai bỗng nhiên nổi điên, Trương Văn không khỏi nhíu mày. Thần chi thao tác này, hắn thật đúng là lần đầu tiên thấy. Lúc này, nhân viên an ninh của quán ba cũng đều chạy tới. Bọn họ sơ tán đám người vây xem xung quanh, sau đó một nhân viên an ninh mở miệng khuyên giải. Vị nữ sĩ này, phiền ngài dừng lại trước, chúng ta có chuyện từ từ nói. Nhưng mà, Giang Lai ngay cả nhìn cũng không có liếc mắt nhìn tên nhân viên an ninh kia một cái, chớ nói chi là nghe theo lời hắn nói nội dung. Những bảo vệ khác thấy thế, cũng nhao nhao mở miệng khuyên nhủ. Anh có yêu cầu gì thì anh có thể biểu đạt với chúng tôi, xin đừng ở đây quấy nhiễu trật tự bình thường của quán ba. Ngài như vậy ảnh hưởng không tốt lắm, ngài dừng lại trước được không? Giang Lai không thèm để ý, vẫn gắt gao ông Trương Văn, cởi cúc áo trên quần mình, hô to bắc lưu manh a à. mọi người mau đến xem nơi này có người quấy rối nữ nhân hôm nay cho dù là thiên vương lão tử tới giang lai cũng tuyệt đối sẽ không buông tay cô cũng phải đưa trương văn đến cục cảnh sát nghĩ đến kết cục bi thảm mà trương văn sắp nghênh đón giang lai kiêu ngạo nhìn về phía trương văn để lại một nụ cười vô cùng khiêu khích trương văn thấy thế không khỏi toát ra vẻ mặt sợ hãi ngược lại bình tĩnh lấy điện thoại di động ra trực tiếp mở chức năng ghi hình. Tiếp tục đi. Ngày mai video của anh sẽ trở thành tin hot nhất kinh thành. Trương Văn thờ ơ nói. Nghe được nội dung Trương Văn nói, Giang Lai hơi sửng sốt. Một giây sau cảm giác say của cô hoàn toàn biến mất, cả đầu óc nhất thời trở nên rõ ràng vô cùng. Cô biết, người đàn ông trước mắt này cũng không phải đang nói đùa. Rốt cuộc. Sở dĩ hôm nay cô vào cục cảnh sát chính là vì người đàn ông trước mắt này. Cho nên Giang Lai không chút hoài nghi lời Trương Văn vừa nói. Nghĩ đến hành động vừa rồi của mình, lòng Giang Lai nhất thời trầm xuống. Nhìn Giang Lai đột nhiên an tĩnh lại, bảo vệ xung quanh nhìn về phía Trương Văn, trong mắt hiện lên vẻ kính nể. Có thể làm cho một người điên an tĩnh. Xem ra sau này quán ba bọn họ cũng có thể dùng chiêu này. Lúc này, Giang Lai đã hoàn toàn không còn kiêu ngạo như trước nữa. Cô ngồi dưới đất, tóc rối bù, trang điểm tinh xảo tràn đầy vẻ mặt hoảng loạn không được video như vậy tuyệt đối không thể truyền ra bạn không không chỉ là nàng ngay cả toàn bộ gian gia thanh danh cũng nhất định sẽ bị thương nặng gian lai trong lòng suy tư nàng buộc mình phải bình tĩnh lại sau đó gian lai bình tĩnh lại cố lấy dũng khí nhìn trương văn hỏi nói đi chuyện này giải quyết như thế nào ngươi mới có thể không đem video truyền đi trương văn nghe vậy thần sắc lãnh đạm liếc Giang Lai một cái, cũng không nói gì. Giang Lai bị phớt lờ, trên mặt nhất thời nhiễm một tia tức giận. Nàng liều mạng khắc chế cơn giận trong lòng, mở miệng nói. Ra giá đi, vô luận bao nhiêu, ta đều có thể đáp ứng. Nhưng mà, nghe nói như thế, Trương Văn căn bản bất vi sở động, thần sắc trên mặt cũng lãnh đạm như cũ. Giang Lai thấy vậy, trong lòng nhất thời hiểu được, chỉ sợ dùng tiền căn bản không thể đã động người đàn ông trước mắt cũng thế. Có thể để cho quản lý nhà hàng Vân Đoan đi theo phía sau làm tiểu đệ, người như vậy làm sao có thể kém được. Nghĩ đến đây, sắc mặt Giang Lai trong nháy mắt suy sụp. Tiền cũng không được, cô còn có thể dùng điều kiện gì đã động Trương Văn đây. Sau vài giây im lặng, Giang Lai nghĩ tới. Chỉ có điều. Trong lòng Giang Lai có chút do dự. Nhưng nghĩ đến đoạn video trong tay Trương Văn, Giang Lai nhất thời vứt hết băng khoăn ra sau đầu cô hạ quyết tâm cắn răng trực tiếp kéo cánh tay trương văn đi ra ngoài quán bar